Trong video này, kênh Tin Học sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo chữ chạy ở trong video bằng phần mềm Camtasia Studio phiên bản 8. Thì trong video này mình sẽ không giới thiệu về phần mềm này nữa. Các bạn mở phần mềm lên. Đây chính là giao diện của phần mềm. Thì việc đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng chữ trước, sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách áp dụng cái hiệu ứng chữ này vào trong một video chính thức. Thì đầu tiên là chúng ta cần phải tạo hiệu ứng chữ trước. Thì các bạn vào mục Conal. Tiếp theo các bạn chọn tab và gõ vào nội dung. Giả sử mình gõ vào nội dung đó là Tin Học Sóc Đâu. Và mình sẽ định dạng cái con chữ này và chọn là màu trắng. Mình sẽ canh chỉnh chữ. Ok, bây giờ mình đã tạo xong cái nội dung chữ. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo chữ chạy đơn giản trước. Giả sử bây giờ các bạn muốn dòng chữ này chạy từ bên phải màn hình qua bên trái màn hình, thì việc đầu tiên các bạn cần làm đó là đưa cái nội dung này về bên phải của màn hình. Các bạn đưa hết về bên phải. Sau khi đưa nội dung chữ này về bên phải thì các bạn qua mục đó là Visual Property. Lúc này thì các bạn lưu ý ở trên cái layer test của chúng ta sẽ không có chọn bất kỳ hiệu ứng nào. Trong mục Fade In và Fade Out thì các bạn cho thành là không hết. Tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại mục Visual Property. Tại đây thì các bạn lưu ý là các bạn lúc này cái thanh kéo của chúng ta phải nằm ở vị trí đầu tiên của cái layer này, và các bạn bấm vào nút Animation. Tiếp theo sau khi các bạn add cái lớp hiệu ứng vào thì các bạn để ý sẽ có một cái dấu tròn tròn nằm ở phía dưới cái dòng chữ của chúng ta. Đây, một dấu tròn này. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng chuột kéo cái dòng chữ từ bên phải qua bên trái. Rồi các bạn buông tay. Lúc này thì các bạn đưa con chuột vào cái biểu tượng tròn và kéo từ trái sang phải cho tới hết dòng chữ. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử cái hiệu ứng của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã tạo thành công cái việc làm cho dòng chữ chạy từ bên phải qua bên trái. Và bây giờ ngược lại thì mình sẽ làm cho dòng chữ chạy từ bên trái sang bên phải. Thì mình sẽ xóa cái hiệu ứng cũ này đi. Các bạn bấm vào. Lúc này cái hiệu ứng sẽ có màu vàng và các bạn bấm là Delete. Để chữ chạy từ trái sang phải thì các bạn cần phải đưa cái chữ này qua lại bên trái màn hình. Okay. Tiếp theo các bạn cũng vào một Visual Property và bấm vào nút Add Animation. Lúc này thì các bạn dùng chuột kéo dòng chữ từ trái sang bên phải. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo cái biểu tượng tròn này tới hết nội dung chữ, và bây giờ chúng ta sẽ xem thử. Như vậy là nội dung của chúng ta đã được thực hiện di chuyển từ bên trái sang bên phải. Và các bạn làm tương tự đối với nội dung, nếu mà các bạn muốn từ trên xuống dưới hoặc là từ dưới lên trên thì các bạn cũng làm tương tự. Nếu các bạn muốn xuất hiện từ dưới lên trên thì các bạn đưa nội dung chữ xuống dưới cùng. Và tiếp theo là các bạn bấm vào nút Add Animation và các bạn dùng chuột kéo dòng chữ từ dưới lên trên, sau đó các bạn kéo hiệu ứng tới cuối nội dung chữ. Và bây giờ các bạn xem thử. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng phức tạp hơn một chút xíu. Giả sử bây giờ mình muốn cái nội dung chữ của mình là khi chạy lên giữa màn hình, khi chạy lên giữa màn hình như thế này thì sẽ dừng lại và sau đó phóng to ra.
tức là chữ của mình sẽ chạy từ dưới lên tới giữa màn hình, sau đó là phóng to cái chữ này ra một chút xíu và sau đó chạy qua về phía bên trái của màn hình. Thì để thực hiện được việc này thì các bạn là đưa cái nội dung chữ nằm xuống dưới cuối của video. Tiếp theo các bạn cũng đưa cái mục thời gian chạy về đầu tiên, các bạn bấm vào nút hạt animation. Tiếp theo các bạn dùng chuột kéo cái dòng chữ của chúng ta lên giữa cái video và dừng lại. Thì lúc này các bạn kéo hiệu ứng khoảng một nửa, đây chính là khoảng thời gian mà hiệu ứng chạy và chúng ta sẽ chạy thử. Khi hiệu ứng đã lên giữa rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục bấm vào nút Add Animation và chúng ta sẽ kéo to cái nội dung chữ này ra. Và chúng ta cũng kéo thời gian cho hiệu ứng. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử. Chữ của chúng ta sẽ chạy từ dưới lên giữa, sau đó phóng to. Và cuối cùng là mình sẽ cho cái chữ này chạy về phía bên trái của màn hình. Thì các bạn tiếp tục bấm vào nút Add Animation. Và lúc này các bạn dùng chuột kéo cái nội dung chữ của chúng ta qua bên trái của màn hình. Các bạn kéo chậm thời gian. Và như vậy là chúng ta đã tạo xong ba cái hiệu ứng cho một nội dung. Sau khi chúng ta đã tạo hiệu ứng xong, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào trong video của chúng ta. Thì các bạn để sử dụng lại cái hiệu ứng này cho lần sau thì các bạn bấm chuột phải vào cái layer chữ này và các bạn chọn là Accept to Library, tức là chúng ta sẽ đưa nó vào trong cái thư viện. Và bây giờ chúng ta sẽ import một video, giả sử mình đang có một video có sẵn này, mình sẽ đưa xuống dưới mục chắc và giả sử khi đoạn video của chúng ta các bạn kéo chọn cái layer của chúng ta tới một vị trí nào các bạn muốn xuất hiện. Bây giờ mình sẽ cho chạy thử. Đó, các bạn thấy hiệu ứng chữ của chúng ta đã được áp dụng vào trong video. Thì hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn có thể tự tìm hiểu thêm một số hiệu ứng chữ đẹp mắt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn thành công.